Các em cơ nhỡ, ngoài được học chữ, được ăn, lại còn cho nghe kinh, niệm Phật, gieo một ít thiện duyên cho các em. Phóng sanh, dưỡng sanh, không thể sánh bằng dưỡng pháp thân huệ mạng. Dưỡng tri thức chính là sự đầu tư mang lại phước lành cho mai sau. Chú Hùng có mong muốn gì Lớp học tình thương do chú Hùng phát tâm đã hơn 10 năm qua, chú đã giúp cho rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mồ côi xóa mù chữ. Cô chú thuê nơi này vừa là nhà, vừa là nơi trang rải tình yêu thương. Lớp của chú sẽ chia thành hai nhóm, từ thứ hai đến thứ sáu, tầm 17:30, khoảng 70 bé tập trung tại nhà chú, được chú đãi cho một bữa cơm chiều, sau đó sẽ học đến 19:30. Lớp này sẽ học chữ, học tính toán cơ bản, học vi tính. Và thứ bảy là lớp học Anh văn. Đây, đến đây để chia sẻ cho các con những cái phần quà. Rồi các con đọc nó lên. Chúng con kính chào cô chú. Chúng con kính chào cô chú. Nói lại. Chúng con kính chào cô chú. Chúng con kính chào cô chú. Rồi trước khi mà nhận quà. Rồi, người lớn cao cái gì là phải đón nhận bằng hai tay đàng hoàng, biết nói tiếng cảm ơn, Nam Mô A Di Đà Phật đàng hoàng. Rồi, các con đọc nó lên, chúng con cảm ơn các cô chú. Chúng con cảm ơn các cô chú. Chư vị tâm lành muốn đến thăm các bé, xem trong ảnh có địa chỉ. Khải Toàn mến chúc chư vị làm lành, nghĩ lành, gặp vạn duyên lành.